Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào các khán giả. Cảm ơn khán giả rất nhiều đã chọn và đã đến với chương trình của VCOW Television phát hình trên các băng tần 57.13 tại miền Nam California cũng như 16.2 tại miền Bắc California và trên www.vcow.tv. Đây là chương trình Thiên Hạ Sự với nhà văn Phạm Gia Đại và phần host do Trọng Nghĩa phụ trách. Hôm nay chúng ta đã bước sang Thiên Hạ Sự kỳ thứ 166 và chủ đề mà nhà văn Phạm Gia Đại đã chọn đưa ra ngày hôm nay là Sài Gòn ngày tháng cũ. Kính thưa quý vị, mỗi năm khi tháng Tư đen trở về, người Việt tại hải ngoại trên khắp thế giới đều làm lễ tưởng niệm ngày quốc hận, ngày đất nước bị mất vào tay cộng quân vì sự thay đổi chính sách bắt tay với Trung Cộng của chính phủ Hoa Kỳ lúc bấy giờ với Henry Kissinger và Tổng thống Richard Nixon. Trong niềm thương nhớ Sài Gòn, hòn ngọc viễn đông của những năm tháng hoài niệm cũ 1954-1975, có lẽ trong chúng ta, mỗi người đều có những kỷ niệm êm đềm không thể quên được khi còn sống trong khoảng thời gian vàng son đó, cũng như những khổ ải đau thương khi phải sống trong những cái thành phố thân yêu Sài Gòn đó nhưng đã bị thay tên. Trong Thiên Hạ Sự kỳ thứ 166 này, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những ngày tháng thật đáng sống, thật nên thơ, thật an vui hạnh phúc tại Sài Gòn cũng như trên toàn lãnh thổ miền Nam từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau, cho dù chiến tranh ngày càng lan rộng trong những năm trước 1975. Trọng Nghĩa xin được giới thiệu đến quý vị nhà văn Phạm Gia Đại. Trọng Nghĩa xin được mến chào nhà văn Phạm Gia Đại. Xin chào anh Trọng Nghĩa và kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, cũng trong cái ngày của cái tháng Tư đen năm nay, chúng tôi đưa ra cái đề tài này để chúng ta cùng hoài niệm, cùng nhớ về một cái Sài Gòn thật là đẹp trong cái ký ức không bao giờ quên được của chúng ta. Đó là Sài Gòn ngày tháng cũ. Thưa quý vị, gia đình chúng tôi cũng giống như muôn ngàn gia đình khác ở tại Sài Gòn ngày xưa. Và có thể nói rằng đối với những người mà người Bắc di cư đó, thì họ ấy có kỷ niệm đối với Sài Gòn 21 năm. Từ năm 1954 khi di cư vào Nam cho tới ngày mất nước là 1975. Nhưng mà đối với những người mà sinh sống tại Sài Gòn, những người bản xứ tại Sài Gòn ở tại miền Nam đó, thì ký ức của họ có lẽ còn nhiều hơn. Vì cái nơi mà họ sinh ra tại Sài Gòn hay là trong miền Nam đó, thì nó còn có nhiều những kỷ niệm hơn. Nhưng mà đối với gia đình chúng tôi đó, thì chúng tôi có một số kỷ niệm mà không quên được. Trước hết là trong thời gian còn bé khi sống ở ngoài Bắc, mà qua những thành phố lớn như là Hà Nội, Nam Định, rồi cuối cùng là định cư tại Hải Phòng trước khi di cư vào Nam đó, thì khi còn bé lắm nhưng những ký ức đó chúng tôi vẫn không quên được. Cái thời gian của thành phố Hải Phòng, tôi gọi là thành phố Hoa Phượng Đỏ đó. Thời gian đó là cái thời gian tiểu học, chúng tôi đi học ở trường Saint Joseph, tức là một trường Fre. Trường Fre mà hồi đó là trường tư thục, mà những gia đình tương đối phải có tiền một chút mới dám cho con em đi học trong trường tư đó. Thì bốn anh em chúng tôi lúc bây giờ là được may mắn được học trong cái trường Fre Saint Joseph ở tại Hải Phòng. Và những kỷ niệm của chúng tôi lúc bây giờ, bởi vì ông cụ bà cụ tôi lúc bây giờ là thương gia và làm việc mà buôn bán rất là thành công. Có thể nói những người mà giàu nhất nhì tại Hải Phòng lúc bây giờ. Và cái căn nhà chúng tôi vẫn nói chuyện đó, là chúng tôi không quên được vì căn nhà đó nó lớn lắm. Nó là một cái villa chứ không phải là một căn nhà nữa. Nó là một căn nhà, nó tọa lạc trên một mẫu đất, một mẫu tây đất các quý vị. Cho nên nó lớn lắm. Và cái chúng tôi ở đó trong cái phòng mà mình ngủ tại trong đó, thì cái phòng đó mình không có nhìn thấy tường đâu, bởi vì tường đã được dán giấy hoa hay là được tô điểm với những cái chấm đỏ rất là đẹp. Cũng như trên bên phòng của ba mẹ tôi cũng vậy, nó được dán những giấy hoa hết, không nhìn thấy tường. Đây là ký ức hồi còn nhỏ, dù rằng chiến tranh bắt đầu lan rộng ở miền Bắc rồi đó, nhưng mà những ký ức đó về những ngày tháng êm đềm của thành phố Hải Phòng chúng ta vẫn không quên được. Đến khi năm 54 di cư vào trong miền Nam á, thì lại những kỷ niệm đó đối với chúng tôi lại sống mạnh hơn, chúng tôi nhớ nhiều hơn đến Sài Gòn, nhiều hơn cả miền Bắc. Bởi vì đó là thời gian chúng ta bắt đầu trưởng thành, chúng ta đi học, chúng ta lên trung học, lên đại học, chúng ta đi ra đời đi làm việc. Và những kỷ niệm đó nó khó quên lắm, nó không thể nào quên được, bởi vì Sài Gòn là một ký ức mà không bao giờ chúng ta quên, vì đó không, người ta đã được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông thì nó đẹp đến như thế nào. Và cái thời gian dù rằng là chúng ta thấy trên màn hình quý vị nhìn thấy đây là
cái mà biểu ngữ Sài Gòn tháng ngày tháng cũ của một số anh em ở đây, người ta đã tổ chức tại cái miền Nam Cali, quận Cam chúng tôi đó, và họ đã tổ chức ở đây, họ trưng bày ra những cái xe cũ của ngày xưa như rất là đẹp, mà không hiểu tại sao họ đã sưu tầm được rất nhiều xe, không kể những chiếc xe Jeep, nhưng mà có tất cả những từ những chiếc xe taxi, Cashevo, Renault của Pháp ngày xưa chạy tại Sài Gòn, rồi nó có cả những cái xe mà xe gắn máy, rồi nó có cả những chiếc xe Vespa vân vân. Tất cả những hình ảnh này đó để chúng ta gợi nhớ lại một thời chúng ta đã sống tại Sài Gòn rất là đẹp đẽ, rất là êm đềm trong cái quãng đời mà chúng ta không quên được. Những hình ảnh này đó là hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy Sài Gòn ngày xưa, dù rằng chiến tranh đã lan rộng nhưng mà thành phố Sài Gòn vẫn là êm đềm, vẫn yên tĩnh, vẫn đáng yêu. Và nó có quá nhiều những cái hình ảnh mà mỗi khi chúng ta nhìn trở lại là con tim chúng ta bồi hồi, chúng ta tưởng nhớ lại một cái quãng đời thật là đẹp mà đó vì cộng quân nó tiến chiếm và chúng ta đã mất. Thì những cái kỷ niệm của chúng tôi khi năm 54 di cư vào miền Nam đó là đầu tiên gia đình là ông cụ bà cụ tôi về ở Bến Trương Dương. Bến Trương Dương đó thì cái khu vực đó là cái khu vực mà đa số là người Trung Hoa, người Tàu, người ta chiếm giữ hết, người ta buôn bán ở đó. Chỉ có gia đình chúng tôi, ông cụ và cụ là lọt vào trong cái đó mà buôn bán gạo với họ và rất là thành công. Thế rồi sau này đó là vì lý do nào đó thì không biết, rồi là phải bỏ cái nghề mà buôn bán gạo đó để chuyển qua ngành khác và chuyển qua cái ngành về sản xuất về xà bông. Rồi ông cụ cũng rất là thành công. Nhưng mà chúng tôi đã kể chuyện hầu quý vị trước, không may gia đình chúng tôi là ông cụ bị mấy người bạn người ta lừa đó, cho nên là phải bán hết tất cả những cái dụng cụ mà sản xuất về xà bông đó đó. Rồi ông cụ bị bệnh trở lại, và sau đó thì ông cụ, chúng tôi đi ra ngoài Nha Trang 2 năm để ông cụ tĩnh dưỡng, nhưng mà rồi bệnh cũng không thuyên giảm, cuối cùng là phải đưa về Việt Nam và ông cụ chúng tôi mất. Thì đấy là kỷ niệm mà thời chúng tôi còn đi học trung học đệ nhất cấp. Thì những cái khi mà ở tại Sài Gòn, chúng ta nhớ như thế này, Sài Gòn nó có một cái nền giáo dục mà vô cùng quý giá mà chúng ta bây giờ tiếc nuối, là bởi vì đa số các cái học sinh đó mà học tương đối khá là đều vào trong trường công hết. Và lúc bây giờ đó là cái trường học của chúng ta là hầu như miễn phí, cho lên tới trên đại học nữa nó vẫn là miễn phí. Tức là chỉ đóng những tiền sách vở một số những cái thôi, chứ không phải đóng tiền học nặng nề từng unit một như ở bên Mỹ bây giờ đâu. Thì đó là ưu điểm của cái chế độ giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ngày xưa, đó là mở rộng cho tất cả các cái con em mà có chí hướng muốn đi học đều có cơ hội đến trường đi học được hết. Và chính vì thế mà ngày xưa đó chúng ta thấy rằng có rất nhiều nhân tài xuất phát ra từ các cái gia đình rất là trung lưu thôi, nhưng mà những gia đình công chức đó lương ba cọc ba đồng nhưng các con cái học rất là giỏi. Cái hình ảnh bên trên có lẽ màn hình có lẽ quý vị không thể nào quên được, đó là hình ảnh của cái chợ Bến Thành. Đó là cái tiêu biểu của Sài Gòn ngày xưa, cũng như là cái kem Peplum, kem trắng chỉ hồng mà ngày xưa chúng ta, cũng như kem Hinos, là những hình ảnh mà nhắc cho chúng ta tới ngày xưa. Tuy rằng đất nước của chúng ta còn nghèo nhưng mà nó đã ổn định, kinh tế đã phát triển, nhất là văn hóa, giáo dục, văn nghệ, âm nhạc, tất cả mọi ngành nghề đều phát triển theo cái xu hướng mà đặt trên cái nhân bản con người ta là làm căn bản. Cho nên đó là một xã hội rất là đáng quý, nó phát huy cái tính nhân bản trong cái xã hội. Người ta thương yêu nhau, đùm bọc nhau và người ta giúp đỡ nhau, và chính quyền là lo cho người dân. Cũng như những hình ảnh trên màn hình đây quý vị nhìn thấy, chúng ta nhớ lại vô cùng những cái sạp báo. Những sạp báo ở đầu đường họ bán đủ loại sách báo hàng ngày mà tôi vẫn thường tôi ra mua. Mà đã trình bày với quý vị đó là tôi thường hay mua những tờ màn ảnh, điện ảnh vân vân để về coi những cái phim mới trong tuần đó là cái gì. Hay là cái tờ báo mà bán mà số lượng cao nhất ở tại Sài Gòn lúc bây giờ tính là tờ Chính Luận, là tất cả tin tức chúng ta được, có thể hầu như chúng ta được biết qua cái tờ báo đó. Cho nên đấy là một cái tự do báo chí mà chúng ta thấy rằng dù rằng Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất đệ nhị nó còn phôi thai nhưng nó đã phát triển rất là mạnh.
và tự do báo chí của chúng ta lúc bây giờ phải rất là tự hào là chúng ta viết được sự thật cho người dân biết những gì đang xảy ra trong nước, nhất là các chiến sự. Đó là một cái đáng quý của chế độ tự do. Mà trong những cái giáo dục đó, chúng ta nhìn thấy rằng có rất nhiều những cái hình ảnh mà chúng ta thấy về giáo dục mà chúng ta rất là quý trọng. Cái thứ nhất đó, chúng tôi có rất nhiều các bạn, họ cũng trong gia đình trung lưu thôi, cũng không có gia đình cũng có giàu có gì nhưng học rất là giỏi. Cũng như là có một số bạn tôi hồi xưa tôi học ở trường đệ nhất cấp Trần Lục, chúng tôi có những anh như Nguyễn Văn Duyệt ở gần nhà tôi trên đường Trương Minh Giảng, anh ở Trung Tâm Bửu, sau này đổi thành Trần Quang Diệu. Anh học giỏi vô cùng và toán xuất sắc, phải nói rằng là toán xuất sắc, có những người toán xuất sắc. Và tình bạn của chúng tôi lúc bây giờ nó là cũng là một những cái chúng ta nhớ đến cái thời xưa của Sài Gòn, tình bạn vô cùng đẹp. Và ngày xưa đó, khi mà những người bạn chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta khoác vai nhau, ôm vai nhau, dắt tay nhau đi rất là tự nhiên, không có cái vấn đề gì cả. Rồi đến những cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là những cái nhân tài của đất nước. Sau đó chúng tôi mới thấy là trong những cái trường học mà chúng tôi đã được học qua có rất nhiều nhân tài. Phải nói rằng là từ đó mà cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đã đào tạo ra được những nhân tài. Và những nhân tài đó sau này ra phục vụ trong tất cả các ngành nghề, kể cả quân đội của chúng ta nữa. Và nó đã giữ vững miền Nam được 21 năm. Rất không may chúng ta rằng là đồng minh lúc bây giờ họ thay đổi chính sách. Họ trao đổi mình với lại Trung Cộng để họ buôn bán với lại bên Hoa Lục. Thì đó là không may mắn cho đất nước của mình. Nhưng mà nhìn trở lại chúng ta rất tự hào là chúng ta đã có một cái nền giáo dục mà gọi như là rất là đáng kính nể ở cái vùng Đông Nam Á Châu. Cũng như là nền kinh tế lúc bây giờ mà kể cả Singapore, kể cả Nam Hàn, Đại Hàn họ đều mơ ước. Những thời gian năm 1960 mơ ước được như Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là cái điều mà chúng ta tự hào về cái những cái gì bây giờ nó tuy rằng nó không còn nữa nhưng nó vẫn còn trong tâm tưởng của mình và nó vẫn còn trong một cái ký ức mà không phai mờ được. Dù rằng cuộc sống bây giờ nó chưa có được khá giả, vật chất không có nhiều như chúng ta sống trên nước Mỹ hiện tại bây giờ đâu. Nhưng mà tất cả cái đó là những cái mà làm cho chúng ta yêu mến và cái tình người nó tỏa sáng cũng như là cái tình gia đình đó, nó là trọng. Mỗi một gia đình chúng tôi thấy rằng là hồi đó sống có thể nói là 3-4 thế hệ sống với nhau mà rất là êm đềm, cũng như trong gia đình chúng tôi là bà nội thường vẫn sống với chúng tôi ở bên cùng nhà. Thì bà nội rồi tới bố mẹ tôi và các con cháu vẫn sống với nhau rất là êm ấm. Và những cái khi mà chúng tôi đưa bà nội đi qua bên nhà cô ruột cũng gần đó đó, thì bà cụ chống gậy thì tôi nắm tay bà nội dắt từ từ đi. Những hình ảnh đó là hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng bây giờ nó bắt đầu nó hiếm dần trên đất Mỹ. Thì đối với anh Nghĩa thì anh Nghĩa thấy rằng là thời gian đó anh cũng có rất nhiều kỷ niệm, phải không? Anh sống ở tại cư xá Hỗn Hợp đúng không? Dạ đúng rồi, trong Nghĩa thì ở trong cư xá Hỗn Hợp Phú Thọ thì trước 1975 thưa quý vị. Thì sau 75 thì nơi đó thì bị đuổi ra, bị đuổi ra một số chỗ nơi, tại vì nơi cạnh nhà Trọng Nghĩa là cái chẩn viện trung ương đó, thành ra thuộc về quân đội, thành ra họ đến họ giống như họ đuổi ra khỏi nhà mình, sợ quá thôi để ra ngoài, dọn ra ngoài để mua cái nhà ngoài để mà ấy. Nhưng mà cũng cực lắm thưa quý vị, bởi vì những ai sống dưới cái chế độ cộng sản rồi mà sau khi mà Sài Gòn thất thủ đó thì chúng ta đều hiểu mỗi người một hoàn cảnh. Thì sau đó thì 3 năm như vậy cũng cực khổ lắm, cũng buôn bán chợ trời rồi cũng làm đủ thứ ngành nghề hết trơn đó. Rồi sau đó thì năm 78 thì Trọng Nghĩa đã coi như là đã tìm đường để đi. Từ 76 đến 78 cũng là 2 năm trời cũng đi đường biển nhưng mà bị gạt rồi là bị một lần bị bắt đó. Và bị cái giống như là họ tổ chức nhưng mà bị bể đi chui nhưng mà bị bể đó, thành ra phải chạy trốn. Xong rồi cái 78 đó thì Trọng Nghĩa đi đường bộ tức là ra ngoài Bắc đó, đi bằng tàu Thống Nhất đi ra Hải Phòng, rồi từ Hải Phòng lấy xe lửa lên Hà Nội, rồi từ Hà Nội lấy xe lửa lên Đồng Đăng ngay biên giới của Trung Quốc đó. Thì Trọng Nghĩa mới qua vâng Đồng Đăng có Phú Kỳ Lừa đó, vâng Đồng Đăng với là Cao Bằng Lạng Sơn đó. Thì là mới qua được cái biên giới, ngay cái biên giới của Trung Quốc với lại Việt Nam đó. Thì lúc đó là kẹt 3 tuần lễ ngay cái biên giới cây số 0 đó. Rồi sau đó thì Trung Quốc với Việt Nam quánh nhau đó, thì cái bên Trung Quốc họ mở cái cửa khẩu ra. Thì cái đám 3.000 người tị nạn lúc đó ngay cái biên giới đó
họ cho vào, họ cho vào Trung Quốc. Thành ra vô một năm kẹt Trung Quốc, nó đưa đi nông trường. Trong chiến cuộc lúc đó là ông Đặng Tiểu Bình đó, vâng, rồi đưa đi nông trường, xong rồi cái một năm sau đó thì có một cái đường dây họ dẫn đi trốn đó. Ai có tiền đó thì đi một người hai lượng vàng, đi từ Trung Quốc, tức là lúc đó là ở Quảng Đông, trọng nghĩa ở một cái đảo gọi là Hồng Đảo đó, trong cái đi ngược xuống Quảng Tây, rồi từ Quảng Tây đi xuống mấy cái thuyền buồm đó, thuyền buồm, rồi đi từ thuyền buồm mới vượt biên qua Hồng Kông. Và thành ra cũng đi một tuần lễ mới tới Hồng Kông, rồi sau đó thì tới Hồng Kông thì được cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc cho nhập vào Hồng Kông ở 6 tháng rồi mới đi Canada. Rồi. Wow, cũng chương trình của anh Nghĩa đi cũng là rất là gian nan rồi mới đạt tới mục đích, mới tìm tới bến bờ tự do. Vâng, mỗi người đều một cái giống như có cái cung thiên di đi đó, mà cái trước khi đi trong Nghĩa cũng có một ông thầy bói cũng giỏi ở Sài Gòn lắm, là ông lúc đó thầy bói là ông là Khánh Sơn đó. Ông có tiên đoán trước, ông nói là cái đường đi, cậu có đường đi đó, nhưng mà cái đường đi của cậu nó chông gai lắm, mà nó rất là giống như nó bị triệt, cái đường đi nó bị triệt, thành ra có cái có một cái con sả thiên mã, có cái thiên di, nhưng mà nó bị triệt một cung, thành ra ông nói sao đó, ông nói là nhỏ đi sẽ đi bắc về nam, biết quy cha đất tổ mà sau đó vượt biên được, nhưng mà rất là một ít nhất là phải một năm sau mới đến được nơi, nơi ông nói hay ghê. Mà đúng là tức là Trọng Nghĩa đang ở lúc mà vượt biên qua Trung Quốc thì Trọng Nghĩa đi lên tới tuốt Quảng Tây, lên Quảng Đông, rồi sau đó Trọng Nghĩa đi ngược về Quảng Đông, rồi mới là tìm được về Quảng Tây lại đó, rồi mới từ Quảng Tây đi vượt biên qua Hồng Kông bằng thuyền buồm. Thành ra ông nói đúng, ông nói là đi cái chuyến đi mà bị triệt, cái năm đó cái cung thiên di bị triệt, thành ra đi rất chậm, nhưng mà sau cùng thì cũng sẽ đến được bờ bến tự do. Mà đúng vậy thì là ở Trung Quốc kẹt một năm, rồi qua mới trốn qua được Hồng Kông bằng thuyền buồm, rồi từ Hồng Kông ở 6 tháng, rồi mới chọn đi Canada. Thì lúc trong người ở mà trại tị nạn Hồng Kông, trại Khải Đức đó, khai thác đó, nó sát phi trường của Hồng Kông, thì Trọng Nghĩa nhờ vì cũng biết nói tiếng Pháp lúc đó, thành ra được nhận vào phái đoàn Liên Hiệp Quốc để thông dịch, làm thông dịch viên trong vòng 3 tháng, rồi cái Liên Hiệp Quốc mới cho, phái đoàn nó cho Trọng Nghĩa chọn anh có muốn đi Mỹ, hay anh muốn đi Úc, hay muốn đi Pháp, hay Canada, bất cứ nước nào anh chọn thì chúng tôi sẽ ưu tiên. Tại Trọng Nghĩa cũng giúp cho phái đoàn được 3 tháng làm thông dịch viên đó, tại nói tiếng Pháp, rồi xong đó cái họ cho đi, họ cho Trọng Nghĩa nó chọn Canada, tại vì lúc đó là đã có hai đứa em ruột của bên Canada nó qua trước rồi, thành ra Trọng Nghĩa qua Canada. Vâng. Ok, đó cũng là anh chuyến đi của anh Nghĩa cũng là một trong muôn ngàn những chuyến đi khác rất là gay go quý vị, nhưng mà rất may mắn là anh đã đến được bến bờ tự vâng. do. Yeah. Thì nếu mà nói về Sài Gòn, chúng ta phải nói sơ qua một tí. Sau khi Sài Gòn bị sụp đổ ngày 30 tháng 4 1975 và khi cộng quân vô mà chiếm đóng thì xã hội bị đảo lộn hết, quý vị, bị đảo lộn hết. Và tất cả những cái đó, điều đó là người dân đã phải chịu đựng một cách chúng ta nghĩ rằng là rất là đau thương, trong cái xã hội mà nó không còn cái tình người nữa. Và trong cái những cái gia đình của những người bạn tôi thì tôi thấy có một gia đình của một cái anh đó, mà gia đình người bác đó cũng nằm trong những cái số đó. Thì anh Nghĩa vừa nói về những cái nhà tướng số đó, thì hồi đó cũng có những cái nhà tướng số mà rất nổi tiếng ở tại Sài Gòn, cũng đã giúp cho rất nhiều người để nói cho họ biết là họ đi được hay là không đi được, để mà biết đường và tính cái đường đi của mình. Trong đó cũng có một cái ông gọi ông thầy Pháp Châu, ông hồi đó nổi tiếng lắm, và ông nói ai đi được là đi, nói không đi được là không đi được, nói như đinh đóng cột vậy đó. Những cái đó làm cho người ta cũng hay đến người ta xem. Thì trong gia đình của một cái người bạn tôi gọi là bác á, thì cũng có một cái cô con gái út đó cũng vậy. Thì cô ấy đi trong cái chuyến một vượt biên, thì ông lại nói một ông rất là giỏi khác nữa cũng xem, thì chúng tôi trình bày rồi đã nói là cô đi không được, đi thì chết. Nhưng mà đó là cái mà đức năng thắng số, cô đã làm quá nhiều cái điều phước đức cho nên đã cứu cô, và cô đã thoát chết trong tơ tóc, trong một cái đường tơ sợi tóc mà ở ngoài biển đó, được cứu rồi thì cái thuyền cô là sóng nó đánh vào cái tan tành ngay trước mắt của mình. Thì sau khi đó thì nó có cái câu chuyện là trước khi mà cô đi đi vượt biên được á, thì những cái năm ở tại Sài Gòn là vô cùng đói khổ, lúc bây giờ đói lắm, và người dân là bắt đầu phải ăn bo bo, ăn độn các thứ, và không còn những cái hình ảnh ngày xưa mà đầy đủ của Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông nữa. Thì gia đình cô mới tìm cách là để mà tránh cái việc mà phải đi kinh tế mới, bà cụ, ông cụ đã mua được miếng đất trước ở Gò Vấp á, ở bên cạnh cái sông Vàm Cỏ Đông á, mấy khu cũng xa lắm.
để về đó để mà trồng trọt, để mà tránh cái tai mắt của cái tụi mà công an địa phương nó không có bắt đi kinh tế mới đó. Thì đến về ở đó thì nó không có nước, nó thiếu nước lắm, các nước đều nước phèn hết, và người dân ở chung quanh đó rất là khổ vì không có nước. Thì mẹ cô mới kêu người tới để mà đào cái giếng. Thì khi mà cái giếng đã đào lên được rồi đó thì đóng cọc xuống tới 10 thước không có nước. Và cái ông đó đóng cọc 2-3 lần không có nước rồi thì bây giờ ông mới không biết làm sao hết. Thì bà cụ mới thấy ở gần đó có một cái miếu bà mà người ta nói rất là linh. Thì bà cụ mới đến, bà cụ mới cầu, cầu xin là nếu miếu bà có linh thiêng thì cho một lần nữa để mà đóng cọc xuống giếng có nước cho dân trong làng ở đây có nước để mà sử dụng. Và cái điều đó là cái điều mà chúng tôi không tưởng tượng được. Nó là một cái sự linh thiêng mà chúng ta thấy không tưởng tượng được. Là sau đó cái ông mà đóng cọc, ông nói là cụ ơi, lần này cháu đóng cái cọc lần này nữa, nếu mà không được thì bỏ thôi. Bởi vì đóng tới 3 lần rồi không có nước. Nhưng mà cái lần này ông đóng cọc xuống 10 thước á, thì có nước nó phun vọt lên. Và nó là nước ngọt. Và nó phun lên đầy cái giếng đó. Và sau đó là cái dân mà ở cái phường chung quanh, người ta gọi là cái làng đó chung quanh đó, họ họ cứ tới đó họ gánh nước kìn 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 về để mà xài. Thì đấy là một cái kỷ niệm mà cô Út cô cứ kể cho chúng tôi nghe rằng là không quên được, là những cái năm tháng đói khổ ở tại Sài Gòn như thế, sống rất là hiểm nguy. Mà cũng như cái căn nhà đó mà bà cụ mua ở tại Gò Vấp đó, đó thì cũng có một ông thầy người người Tàu, ông xem rằng chỉ có ông cụ bà cụ ở cái căn này được thôi, vì ông cụ bà cụ có phước, người khác ở là sẽ chết. Sau đó cái căn đó, đó là gia đình sắp sửa mà đi được đi đi qua Mỹ á, thì mới bán căn đó đi. Thì cái anh chàng mà công an địa phương đó, nó nghe tin ông tới nó ép giá, nó bắt bán có nửa giá thôi thì nó mua, và cuối cùng vẫn phải bán. Nhưng mà đến khi không ngờ rằng khi mà vợ chồng nó về ở đó, con cái về đó, thì là xảy ra những cái bệnh tật đau ốm, rồi là chính là bố mẹ của anh chàng này coi như là đã bệnh mà chết ngay tại trong căn nhà đó. Để về sau nó sợ quá họ mới tin cái đó, để nó tìm cách nó bán sới đi chỗ khác. Thì đấy là câu chuyện sau năm 75 cho chúng ta thấy những cái đau thương của đất nước của chúng ta nhân cái tháng Tư đen này đó. Là trước năm 75 đó, hàng triệu quân dân can chính đã hy sinh để bảo vệ miền Nam. Nhưng mà sau năm 75 lại hàng triệu người nữa cũng lại bị coi như là không còn nữa, bởi vì những cái chính sách quá ư là vô nhân đạo của chính quyền của Cộng sản ở tại Sài Gòn nói riêng và tại miền Nam nói chung đó, đã làm cho người dân khốn khổ. Cho nên họ mới bung ra đi vượt biên, giống như là anh Nghĩa cũng đã phải bung ra đi vượt biên bằng cái đường bộ đó. Thì tất cả điều đó làm cho chúng ta nhớ lại Sài Gòn. Và để mà kết thúc chương trình hôm nay thì anh Nghĩa có thể có một vài lời gì không? Dạ vâng, thì khi mà nhắc đến tháng 4 thì trong lòng của mỗi người, nhất là những người mà trung niên trở lên, những người mà đã từng sống ở Sài Gòn trước 1975, lúc nào cũng cái tháng 4 nó gợi cái một cái tháng rất là u buồn. Mà trước đây người ta cũng hay nói là tháng 4 đen đó. Thành ra mỗi quý vị trong chúng ta đều có một, tại vì người ta nói là có thể mà bứng chúng ta ra khỏi quê hương, nhưng mà không thể nào mà bứng cái quê hương ra khỏi trái tim của chúng ta được. Đó là cái câu mà Trọng Nghĩa luôn luôn nhớ. Thành ra cũng nhớ về quê hương thì là chúng ta chỉ biết cầu nguyện thôi cho, tại vì người dân ở quê hương thì hiện nay cũng rất là có nhiều người trong trường hợp, nhất là trường hợp mà Covid nữa, thành ra rất là đau thương. Và đáng thương, và rất là khó khăn và khổ sở, tại vì đất nước Việt Nam nằm sát Trung Quốc, và Trung Quốc bây giờ chúng cũng đang bị Covid rất là nặng. Thành ra chúng ta chỉ biết cầu nguyện thôi, và mỗi cái đất nước đều có một cái sinh mạng riêng, một cái số mạng riêng. Thành ra chúng ta cũng chỉ biết là mong ơn trên sẽ độ cho đất nước Việt Nam cũng vượt qua được, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình Thiên Hà Sự với nhà văn Phan Gia Đài và Trọng Nghĩa sẽ được chấm dứt ở đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã tiếp tục thương yêu và theo dõi chương trình của VCOW Television, đặc biệt là chương trình Thiên Hà Sự do nhà văn Phạm Gia Đài biên soạn. Kính chúc quý vị thời gian còn lại trong ngày thật là bình an, và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới.